Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những tra bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và cái đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ai là quý nhân của bạn. Và đây là những tra bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 món đồ vật tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ ha. Rồi bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn chai nước hoa này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ai là quý nhân của các bạn tụ 1 ha. Vì đây những trả bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người, không phải là trả bài riêng. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Và đây là một trải bài do một số bạn yêu cầu mình làm ha. Các bạn tụ một là những người có cái sự suy nghĩ điềm tĩnh, chín chắn trong cuộc sống rồi ha. Bạn đang cân bằng giấc ngủ của bạn, đang có sự chăm sóc sức khỏe rất là tốt. Mình thấy bạn là một người rất là muốn chia sẻ giúp đỡ người khác, một người có tấm lòng đơn sơ, thánh thiện và tinh khiết ha. Bạn là một người có sự hoài niệm nữa, hay nhớ về chuyện cũ. Bạn rất là thích trẻ thơ, và có thể là bạn còn cái tính khá là trẻ con ha. Thì mình thấy là trong cuộc sống của bạn giống như là bạn đã bước qua một cái trang sách mới rồi ha. Bước sang một bước ngoặt mới, bạn đã có sự thức tỉnh, xác định mục tiêu, một đích sống của bạn là gì. Và bạn sẽ vững vàng trên cái con đường đó. Bạn có quá trình nhìn về quá khứ và có sự đúc tỉa kinh nghiệm từ những cái lỗi lầm trước đó. Bạn có sự gọi là lột xác, biến đổi trở thành một con người vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn. Có sự tái sinh, trở thành một phiên bản mới cao cấp hơn trong cuộc sống của bạn. Và bạn đã ý thức được chính bạn mới là người lèo lái con thuyền định mệnh của bạn ha. Chính bạn mới có thể thay đổi được vận mệnh cuộc sống của bạn, chứ không thể nhờ bất cứ ai khác. Các bạn tụ một ở đây, một số bạn có khả năng là trong cuộc sống được hay được người khác cho quà cáp, hoặc là có lộc ăn uống gì đó. Và trong cuộc sống của bạn, khi bạn có sự cho đi sẽ có sự nhận lại nha. Hãy luôn phát triển và cố gắng trở thành một người tốt, vững vàng trong cuộc sống này. Mình thấy một số bạn ở đây đang có sự ngóng trông một cái tin tức nào đó ha. Ngay cả khi ngủ bạn cũng mong đợi là nó sẽ đến với bạn một cách nhanh chóng. Thì mình thấy có khả năng là đang đến rồi đó. Có thể là một cái tin tức đậu phỏng vấn, hoặc kêu bạn gia nhập công ty đi làm gì đó ha. Một cái tin tức khá là vui vẻ, nó giống như là giúp cho bạn đổi mới được cuộc sống của bạn luôn á. Bạn cảm thấy hạnh phúc. Một số bạn có thể là có người thân ở xa sắp về thăm các bạn, hoặc là các bạn sắp gặp được những người bạn cũ. Một số ít bạn đây có khả năng sẽ nhận được quyền thừa kế. Rồi quý nhân của các bạn tụ một là ai? Đây là một người trong cuộc sống họ cũng trải qua nhiều cái sự tranh đấu, mâu thuẫn rồi ha. Và họ đã biết tiết chế chừng mực hơn trong lời nói, hành động của họ. Một người khá là điềm tĩnh và là một người biết nắm bắt cơ hội, thời cơ ha. Rất là năng động, tự tin, nhiệt huyết và đầy sáng tạo. Người này khá là tỏa sáng, và có thể là họ luôn mang một cái năng lượng tích cực lạc quan nhất trong cuộc sống này. Họ có sự chia sẻ, lan tỏa, giúp đỡ người khác. Và đây là một người khá là nổi tiếng trong cộng đồng của họ nữa ha.
Mình thấy quý nhân của bạn là một người mang năng lượng nam nha. À, người này có thể là ba bạn, hoặc có thể là một vị sếp, một người nào đó khá là chững chạc, lớn tuổi, trưởng thành rồi, đứng đầu trong một cơ quan tổ chức nào đó. Có thể họ sẽ cho bạn những kinh nghiệm quý báu của họ, rút tỉa được từ cái kinh nghiệm sống của họ. Người này khá là cuồng công việc, có rất nhiều trách nhiệm đè nặng lên vai họ ha. Mình thấy họ là một người vững vàng, vững chãi trong cuộc sống, mạnh mẽ, quyết đoán, tự tin, có cái tôi khá là lớn và có khả năng lãnh đạo, một người đa mưu túc trí, có nhiều chiến lược trong cuộc sống này. Và đồng thời mình thấy cái người này là một người có nhiều kiến thức sâu rộng, một linh hồn cổ, một người theo tiếp cổ điển ha, đã trải qua nhiều kiếp sống này rồi. Và cái người này họ rất là thích dành thời gian riêng để đọc sách, chiêm nghiệm, nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi. Và họ cũng có trực giác cao, họ là một người giúp cho người sếp khác tìm thấy đường đi, cái hướng đi tích cực, tốt đẹp ha, giống như là một người cầm ngọn đèn soi sáng cho người khác nha. Có khả năng diễn thuyết, có khả năng truyền động lực tích cực cho mọi người. Có thể họ đến để giúp cho bạn thức tỉnh đó, giúp cho bạn thấy được cái con đường, cái đường hướng trong tương lai của bạn cần phải làm gì, cần phải như thế nào. Và họ giúp cho bạn nâng cao được cái sự tự tin ở trong bạn, giúp cho bạn phát triển. Đây cũng có thể là một người thầy tinh thần của bạn ha, giúp cho bạn vực dậy trong cuộc sống này. Có thể người này cho bạn những cái lời khuyên rất hữu ích. Họ mang năng lượng của người cha, người thầy, một một vị sếp, một người đứng đắn chững chạc, có nhiều kinh nghiệm sống trong cuộc sống này rồi ha, một người khá là lớn tuổi. Một số trường hợp thì mình thấy người này đến để giúp cho bạn có một cái cơ hội về công ăn việc làm, giúp cho bạn tìm thấy được cái đam mê của bạn là gì ha. Và có thể là nhờ họ mà bạn tìm được một công việc phù hợp với bạn hơn. Và có thể đây là đối tác của bạn nữa, có sự hợp tác qua lại nữa nè. Họ giúp cho bạn gọi là phá vỡ được cái con người cũ trong bạn và tìm thấy được cái con người mới ha. Bạn sẽ thay đổi một cách tích cực hơn, buông bỏ những cái niềm tin hạn hẹp không còn phục vụ cho đời sống của bạn nữa, giúp cho bạn vững vàng, chững chạc hơn trong cuộc sống này. Có thể đây là một vị sếp ha, họ cho bạn cơ hội, cho bạn những cái niềm tin tưởng lạc quan hơn trong cuộc sống này, và giúp cho bạn nâng cao được cái sự sáng tạo, nhiệt tình, đam mê ở trong bạn, cái nhiệt huyết, cái lửa, cái năng lượng gọi là tích cực nhất, bùng cháy ở trong bạn á. Đồng thời họ sẽ giúp cho bạn nhận thức được về cái sự gọi là đừng có mà tranh đua, giành giật làm gì trong cuộc sống này, mà hãy tìm thêm một cái con đường mà giúp cho bạn cảm thấy thoải mái về tinh thần, lạc quan trong cuộc sống này hơn ha, giúp cho bản thân bạn cảm thấy yên bình trong tâm trí hơn. Một số bạn thì là người thầy tinh thần, và đồng thời họ sẽ cho bạn thấy được những cái điều mà bạn cần phải thay đổi, cần phải cố gắng để trở thành một người ưu tú thành tựu ha, cần phải nỗ lực hết mình. Còn một số bạn đây mình thấy khả năng cái người quý nhân của bạn chính là người yêu của bạn. Một số bạn ha, bạn nữ thì khá là tỏa sáng, xinh đẹp, quyến rũ, còn bạn nam là một người rất là chững chạc trong cuộc sống này rồi, có nhiều kinh nghiệm, uyên thâm uyên bác, thông thái và giác ngộ, hiểu biết sâu và
hiểu rõ về cái nhân tình sinh thế thái này rồi, không còn bị những cái sự cám dỗ ảnh hưởng đến họ nữa ha. Họ giống như kiểu tâm bất biến giữa dòng đời dạng biến, rất là vững vàng, chững chạc. Có thể họ đến khi mà bạn đã kết thúc một cái mối quan hệ cũ, nó khiến cho bạn nhiều đêm mất ngủ, trằn trọc, băn khoăn, mệt mỏi. Và khi mà bạn đi theo con đường riêng của bạn, tìm thấy cái sự an bình cho bạn, bạn tự giải thoát bản thân ra khỏi một cái giai đoạn gọi là toxic, độc hại, mệt mỏi, trói buộc bạn á, thì bạn sẽ gặp được cái người này. Người này sẽ khơi dậy cái niềm tin yêu, tin tưởng ở trong bạn, giúp cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, giúp cho bạn biết được tình yêu đích thực là gì ha. Và có thể hai người, đây là tình yêu từ hai phía, hai bạn yêu thương nhau rất là nhiều, trao cho nhau một cái ly tình yêu ngọt ngào, lãng mạn, tràn đầy cảm xúc yêu thương nồng ấm. Và đồng thời có thể một số bạn ở đây là quen người này, có thể là qua mai mối, hoặc là qua một cái trang mạng mà hai bạn có sự nhìn ngắm hình ảnh của nhau, rồi có cuộc nói chuyện diễn ra, tìm hiểu về nhau. Và có thể họ cảm thấy rất là vui khi mà gặp được bạn ha. Các bạn nữ ở đây thì mình thấy là đã từng trải qua một cái giai đoạn tình yêu không mấy gọi là hạnh phúc. Bạn có sự buông bỏ ra đi, rồi bạn mới tìm thấy được cái sự yên bình cho bạn. Rồi bạn mới tìm được một cái tình yêu thực sự phù hợp với bạn ha. Khi mà cuộc sống của bạn thay đổi sang một bước ngoặt, sang trang. Đồng thời mình thấy quý nhân mà gọi là tuyệt vời nhất của bạn đó chính là bản thân bạn đó. Chỉ khi nào bạn có thể thay đổi, chỉ khi nào bạn có thể là biết lắng nghe những cái sự góp ý từ người khác, và chỉ khi nào bạn dám dũng cảm chiến đấu, bảo vệ bản thân và phát triển bản thân mình trở thành một người thành tựu ưu tú. Khi mà bạn đã vững vàng đèo lái con thuyền định mệnh của bạn rồi, và khi nào bạn thực sự cố gắng rồi, thì bạn mới có thể là đạt được những cái thành công mà bạn mong muốn. Thì đó, cái người quý nhân của bạn á, tuyệt vời nhất của bạn chính là bạn đó. Còn nếu như những người khác đến giúp đỡ bạn, cho bạn lời khuyên mà bạn không muốn tiếp thu thì cũng như không mà thôi, cuộc sống bạn cũng đâu có gì thay đổi đâu. Ăn thua ở là ở bạn, ở có sự suy nghĩ, thay sự thay đổi của riêng bạn. Bạn muốn cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn, tích cực hơn, thì bạn cần phải thay đổi ngay từ lúc này, nâng cao giá trị, phát triển kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức, và vững vàng trên con đường của bạn, sẵn sàng đối mặt với thử thách chông gai để đạt được những điều mà bạn mong muốn, thực sự ước ao trong cuộc sống này. Bạn mong muốn điều gì hãy cố gắng đạt được nó. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những bạn đã chọn cái bông hoa này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem quý nhân của bạn tụ 2 là ai. Và đây những trải bài chung, không phải là trải bài riêng. Mong các bạn hãy đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và đây một trải bài dựa trên cái sự yêu cầu của một số bạn. Các bạn tụ 2, liên kết năng lượng các bạn tụ 2. Bạn tụ 2, một số bạn đây có sự tương tác với mẹ rất là nhiều ha. Có thể bạn thích chia sẻ tâm sự với mẹ bạn, hoặc có thể mẹ bạn là một người rất là yêu thương, dung dưỡng bảo bọc cho bạn, luôn quan tâm thấu hiểu bạn ha. Đồng thời bạn là một người cũng khá là giống mẹ nữa đó. Mình thấy các bạn tụ 2 là những người tự lực tự cường, tự lập cánh sinh, không thích phụ thuộc vào người khác. Và bạn là một người gọi là giỏi giang, biết cố gắng phát triển để có một cuộc sống gọi là sung túc đầy đủ, trù phú thịnh vượng như ý bạn mong muốn ha. Các bạn tụ 2 là những người có cái sức mạnh ý chí kiên cường mạnh mẽ, và có sự quyết tâm cao độ. Bạn sáng tạo, biết nắm bắt cơ hội thời cơ, bạn rất là tự tin trong cuộc sống này ha. Một số bạn thì rất là tháo vát, làm việc rất là chăm chỉ, siêng năng, cần cù tỉ mỉ và khôn khéo. Bạn biết kiểm soát bản thân bạn rất là tốt, và bạn không thích
những người gọi là lười biếng. Bạn sẽ chỉ lo làm việc tập trung vào những ước muốn, mục tiêu của bạn thôi, mà bạn sẽ không để những cái điều tiêu cực nó ảnh hưởng đến bạn, ảnh hưởng đến cái kế hoạch của bạn. Và mình thấy các bạn tụ hai này á, có thể là bạn đã hoặc đang tận hưởng những cái thành quả tốt đẹp mà bạn đã gầy dựng nên ha, một cơ ngơi vững chắc hơn, thịnh vượng hơn, giàu có sung túc hơn ha. Một số bạn có khả năng mua nhà, mua giường tược ở đây luôn. Bạn rất là thích đi dạo trong vườn của bạn, hít thở không khí trong lành. Một số bạn thích nuôi thú cưng ha. Các bạn tụ hai là những người có sự liên kết với thiên nhiên và đất mẹ. Mỗi khi bạn stress, căng thẳng, mệt mỏi thì hãy đi dạo, hít thở không khí trong lành để lấy lại cái nguồn năng lượng cho chính bạn ha. Bạn là một người có tài, nếu bạn biết cố gắng vững vàng trên đôi vai, vững vàng trên cái con đường của bạn, thì bạn sẽ rất là thành công. Rồi, quý nhân của bạn tụ hai là ai? Quý nhân của bạn tụ hai là một người biết kiểm soát, mềm mỏng, là một người biết xuôi theo dòng ha. Mình thấy người này cũng từng trải rồi, họ cũng có gặp nhiều nghịch cảnh biến cố trong cuộc sống mới có thể chu rèn giúp cho họ trở nên mạnh mẽ hơn, biết kiên trì nhẫn nại hơn trong cuộc sống này ha. Đây là một người có sự thấu hiểu, nhân từ, biết quan tâm người khác, và họ là có một người có sự quảng đại, luôn muốn giúp đỡ, chia sẻ cho những người nghèo khổ. Đồng thời là cái người này họ thích giúp đỡ cho người ta khác, những cái lời động viên rất là hữu ích, hoặc giúp đỡ về mặt vật chất, tiền tài nữa. Và người này họ rất là thích làm từ thiện nha. Đồng thời mình thấy người này cũng khá là tỏa sáng trong cộng đồng của họ. Họ luôn mang cái năng lượng tích cực, lạc quan trong cuộc sống này. Vì có thể là trong cuộc sống họ đã có những nhận được những cái phước lành, những ước muốn nào đó của họ đã trở thành sự thật rồi. Cho nên họ cảm thấy vô cùng lạc quan và họ có niềm tin tưởng vào cuộc sống, tin tưởng bản thân và tin tưởng rất nhiều vào vũ trụ ha. Mình thấy hình như là các bạn này có hai quý nhân á, một người mang năng lượng nam, một người mang năng lượng nữ. Cái người mang năng lượng nữ thì rất là dịu dàng, biết kiểm soát một cách mềm mỏng, không có cái trong cái trạng thái gọi là áp lực bản thân nữa, mà họ sẽ để mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên nhất. Và họ rất có là một người có sự trắc ẩn, lòng nhân từ ha. Một số bạn thì quý nhân của bạn chính là mẹ của bạn. Mình thấy đa số có thể là mẹ của bạn hoặc một cái người nào đó khá là nổi tiếng, hoặc là được nhiều người biết tới. Nhờ vào những sự cố gắng, nhờ cái lòng tốt của họ, họ thích chia sẻ giúp đỡ mọi người lắm. Có sự nhân từ, thấu hiểu, lòng trắc ẩn, sự khoan dung, nhẫn nại. Và một người nữa là quý nhân trong cuộc sống của bạn có thể là người mang năng lượng nam. Người này ở xa bạn nha, là một người vững vàng, vững chãi trong cuộc sống ha, biết làm chủ bản thân, và đồng thời đây là một người đa mưu túc trí, có nhiều chiến lược. Họ giống như là một chiến binh vậy, thích xông pha trận mạc ha. Và đồng thời người này đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, được mọi người vinh quang chúc tụng. Họ hơi là nóng tính, nhưng mà họ rất là chính trực. Họ
sẽ dẫn dàng đối mặt với thử thách trong gai để họ đạt được những cái ước mơ ấp ủ, đạt được những nguyện vọng của họ trong cuộc sống này. Đây là một người có khả năng giao tế, quan hệ rộng, và họ có khả năng ăn nói rất là thông minh, trí tuệ. Tuy nhiên cái người này tính họ hơi nóng một chút. Mình thấy cái người quý nhân của bạn, họ sẽ giúp cho bạn phát triển trong cuộc sống này ha, giúp cho bạn tìm thấy được con đường hướng đi của bạn. Có thể bạn nhiều năm sống trong cảnh gọi là mù mờ, sống ngày nào lo ngày đó, bạn không biết cuộc sống mình sẽ đi về đâu, bạn không biết mục tiêu, mục đích sống của bạn là gì ha. Thì có thể người này họ sẽ giúp bạn khai trí, mở ra cái con đường, giúp cho bạn nhận thức, thức tỉnh, tìm ra được ánh sáng cuộc đời của bạn đó. Có thể người này mang năng lượng nữ, hay là mẹ, hoặc là chị, hoặc là một người nào đó rất là vững vàng, chững chạc trong cuộc sống này rồi. Họ cho bạn những lời khuyên rất là hữu ích. Có thể người này làm trong lĩnh vực về giảng dạy, hoặc là họ có trực giác khá là cao nha. Có thể là người thầy tinh thần của bạn nữa, làm trong lĩnh vực như là tâm linh tinh thần cũng có. Và cái người này sẽ giúp cho bạn gọi là thông thái hơn, giác ngộ, biết nhận ra được cái ý nghĩa cuộc sống này. Và một số bạn đây mình thấy chính bạn là cái quý nhân mạnh nhất trong cuộc đời của bạn á. Khi mà bạn biết có sự thay đổi, bạn biết phát triển bản thân bạn, bạn biết lắng nghe lời khuyên từ người khác, bạn lột xác trở thành một phiên bản mới cao cấp hơn. Bạn vững vàng chững chạc trong cuộc sống, biết bồi dưỡng phát triển bản thân và yêu thương bản thân bạn nhiều hơn, thì bạn chính là quý nhân của bạn. Chỉ có bạn mới có thể giúp cho bạn tỏa sáng mà thôi, chỉ có bạn mới có thể thay đổi được cuộc đời của bạn mà thôi. Vì quý nhân lớn nhất trong cuộc sống của bạn đó chính là bạn. Còn những người khác thì họ sẽ cho bạn lời khuyên, hoặc là cho bạn cái nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ bạn. Còn cuộc đời bạn có thay đổi hay không thì chính là chủ yếu là ở bạn thôi. Mình thấy là một số bạn ở đây á, thì sẽ tìm ra được cái hướng đi cuộc sống của bạn. Một số bạn sẽ nghiên cứu thêm về mảng tâm linh tinh thần á. Bạn muốn tìm một cái nơi nào đó yên bình hơn trong tâm trí của bạn. Bạn không thích cái sự bon chen trong cuộc sống này. Và bạn là một người có trực giác cao nha. Bạn có khả năng đi theo cái con đường đó. Và bạn là một người có khả năng manifest, thu hút, hấp dẫn những điều mà bạn muốn trở thành sự thật. Với cái sự quyết tâm cao độ và ý chí kiên cường của bạn á, bạn được vũ trụ ban cho bạn rất là nhiều. Ăn thua ở bạn, bạn phải biết nắm bắt cơ hội, phải biết chủ động trong cuộc sống này. Đừng có sự bị động, chán nản, tuyệt vọng, tiêu cực, thì nó không có giúp ích được gì cho bạn đâu. Nó càng trói buộc bạn trong cái hoàn cảnh khó khăn, nghiệt ngã mà thôi. Chỉ có bạn mới thể giải thoát được cuộc đời của bạn ha. Còn một người nữa thì mình thấy là người yêu. Quý nhân của bạn là người yêu. Có thể là nếu bạn là nữ thì họ là nam, mang năng lượng nam, một người ở xa bạn ha, công bằng, chính trực, đàng hoàng, tử tế, khôn ngoan, khôn khéo, khá là giàu có, thịnh vượng trong cuộc sống này. Họ cho bạn một cái tình yêu nồng nàn, thắm thiết. Và khi mà bạn biết yêu thương bản thân bạn, khi mà bạn biết tìm về những giá trị tinh thần, nâng cao cái ý thức của bản thân, giác ngộ hơn, thì bạn mới gặp được người này nha. Khi bạn đã biết yêu thương đúng cách và bạn không còn để bản thân bị trói buộc bởi những cái mối quan hệ không phù hợp với giá trị của bạn nữa. Khi bạn có sự thay đổi tư duy, thay đổi tầm nhìn, sáng tạo hơn, tích cực hơn trong cuộc sống này, và bạn không còn trong tư thế gọi là nằm đó chờ đợi thời cơ nữa, mà bạn sẽ biết chủ động nắm bắt thời cơ, trau dồi học hỏi thêm. Thì người này nói họ sẽ đến, tại vì khi mà đó là bạn đã nâng cao được tần số, nâng cao năng lượng, thu hút được một người phù hợp với năng lượng của bạn, gió tầng nào gặp mây tầng đó ha.
Họ là một người có sự thỏa mãn hài lòng về cơ sở vật chất tiền tài trong cuộc sống của họ, và dường như những ước muốn của họ đều trở thành sự thật ha. Họ có sự biết ơn vũ trụ rất là nhiều. Đây là một người chủ động biết nắm bắt cơ hội thời cơ, một người cực kỳ giỏi và đạt được nhiều vinh quang thành tựu trong cuộc sống này rồi. Và họ rất là trân trọng giá trị của bạn, yêu thương bạn một cách đúng cách, đúng nghĩa. Và họ sẽ vì tình yêu này để phấn đấu, quyết tâm để xây dựng một cái mối tình đi đến cam kết tốt đẹp. 10 ly. Họ đã được 9 ly, chỉ còn thiếu 1 ly là bạn thôi đó. Nhưng mà bạn còn phải biết chọn lọc nha. Cái người nào thực sự phù hợp với bạn ha. Người nào thực sự trân trọng giá trị của bạn á. Còn nếu mà họ không phù hợp, nói chuyện không hợp quan điểm, hay cự cãi với nhau và không hiểu nhau và xem thường giá trị của bạn, thì tốt nhất là bạn nên rời bỏ cái mối quan hệ đó và bạn tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần của bạn, nuôi dưỡng cuộc sống của bạn, phát triển một người tốt đẹp hơn, thì khi đó bạn mới gặp được đúng cái người phù hợp với bạn. Một số bạn đây, nếu bạn làm việc trong lĩnh vực tâm linh tinh thần, có khả năng là bạn là một người tỏa sáng đó. Nếu mà bạn biết vận dụng những cái kiến thức kinh nghiệm mà bạn đã trải qua, bạn lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa cái sự tích cực cho mọi người. Bạn có khả năng tiềm ẩn bên trong. Tương lai cái mối quan hệ này nó sẽ đi đến một cái kết tốt đẹp ha, sự thành công nhờ vào sự cố gắng nỗ lực của các bạn, biết yêu thương, biết thấu hiểu và vững vàng vững chãi trong cái tình yêu này, không còn bị cái cảm xúc, cái suy nghĩ tiêu cực đa nghi nó ảnh hưởng đến tình yêu này nữa. Biết thấu hiểu nhiều hơn và biết trân trọng giá trị bản thân mình và trân trọng người khác. Còn trong công việc thì mình thấy là các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công mỹ mãn, hạnh phúc, đạt được những cái thành quả tốt đẹp nhờ vào sự cố gắng của bạn, làm việc siêng năng, chăm chỉ, không ngừng nghỉ của bạn ha, thì bạn sẽ gặt hái được thành công, thành tựu. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những bạn đã chọn cái hộp này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem quý nhân của các bạn tụ 3 là ai. Và đây những trả bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người, không phải là trả bài riêng. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Mình thấy các bạn tụ 3 là những người đã rời khỏi một công việc cũ. Một số bạn thì rời khỏi một công việc cũ, một nơi mà không còn phù hợp với bạn nữa. Bạn có sự ra đi, tìm về một cái cuộc sống mới, một cái nơi yên bình hơn trong tâm trí của bạn ha. Và bạn có sự tiến bước, phát triển, một cái sự khởi đầu mới trong cuộc sống của bạn được diễn ra. Một số bạn thì trương ra buôn bán, một số bạn có thể là tìm được công việc mới phù hợp với bạn hơn. Và bạn có sự phấn đấu, nhiệt tình, nhiệt huyết, đam mê với cái khởi đầu mới này. Bạn tự tin vào bản thân là có thể làm được ha. Tuy nhiên mình thấy các bạn đam mê thì đam mê, nhưng mà các bạn còn phải chín chắn, phải thức tỉnh, các bạn phải điềm tĩnh trước mọi tình huống và hãy viết ra một kế hoạch thật là thực tế cho bản thân mình ha. Và hãy có những cái sự lý trí, suy nghĩ chín chắn, quyết đoán, tự tin, mạnh mẽ. Và hãy biết thực hiện những kế hoạch thật là chỉnh chu nhất ha. Chứ đừng có kiểu gọi là nhắm mắt như thế này thì có thể sẽ khiến cho bạn đi sai đường đó. Cần phải có những cái lời khuyên từ người khác, tiếp thu những kinh nghiệm từ người khác nữa.
Đồng thời mình thấy là những cơ hội về công việc đang đến với bạn ha, giúp bạn nâng cao cái sự sáng tạo, nhiệt tình, tự tin ở trong bạn, đầy cái sự đam mê, nhiệt huyết, cháy bỏng ở trong bạn. Một số bạn thì có khả năng các bạn nhận được công việc mang chất di chuyển. Một số bạn thì có thể là đi công tác kết hợp với du lịch sắp tới ha. Một điều gì đó khiến bạn cảm thấy rất là vui vẻ, một sự đổi mới trong cuộc sống của bạn, một hành trình mới. Bạn biết buông bỏ những điều cũ, những niềm tin hạn hẹp, những con người cũ, những cái môi trường cũ không phù hợp với bạn. Bạn có sự bước đi thì bạn sẽ có một cái khởi đầu mới vô cùng gọi là vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái hơn. Rồi, quý nhân của bạn tụ ba là ai? Mình thấy quý nhân của bạn là một người bị mất ngủ. Cái người này chắc làm việc nhiều quá cho nên bị mất ngủ nè, hoặc suy nghĩ quá nhiều. Họ là một người vững vàng, chững chạc trong cuộc sống rồi, uyên thâm, uyên bác, có nhiều kiến thức sâu rộng, thông minh, lý trí. Là một người có khả năng dẫn dắt người khác đi theo đường hướng tốt đẹp ha. Có thể là họ giữ một vị trí khá là quan trọng trong cuộc sống của họ. Họ giữ một cái vai trò gọi là quản trị nguồn nhân lực, hoặc là truyền dạy gì đó, một người thầy tinh thần nữa, có thể là một người thầy tinh thần cho người khác. Họ rất là thông thái, học rộng, biểu hiểu nhiều, giống như cuốn bách khoa toàn thư, cái gì họ cũng biết, và họ cũng thích giao lưu phong tục tập quán, giao lưu văn hóa. Đem là một người gọi là cũng có sự lãng mạn, ngọt ngào, điềm tĩnh, giải quyết vấn đề ha, và họ sống tình cảm. Người này có khả năng hòa giải, liên kết mọi người lại với nhau. Mình thấy cái người này mang năng lượng nam nha. Một số bạn đây có thể là người này, một số bạn thì cái quý nhân của bạn có thể là một người rất là chững chạc, trưởng thành, mang năng lượng người cha, người chú, người thầy, có thể là ba của bạn luôn ha, trụ cột trong gia đình. Họ là một người đứng đầu trong một cơ quan tổ chức nào đó, họ đến để giúp cho bạn có một cái lối sống gọi là trật tự hơn, khuôn khổ hơn, gọi là không có bị buông thả bản thân nữa, mà giúp cho bạn có sự phấn chấn mạnh mẽ, biết vượt qua những cái giai đoạn thử thách trong cuộc sống, cho bạn những cái lời khuyên hữu ích nhờ cái sự trải nghiệm của họ đó. Mình thấy người này sẽ cho bạn lời khuyên, vực dậy bản thân bạn, giúp bạn vững vàng tự tin, đối mặt với những cái thách thức trong cuộc sống, những cuộc tranh cãi, mâu thuẫn trong cuộc sống của bạn diễn ra, thì họ sẽ cho bạn lời khuyên để bạn có sự thấu đáo hơn, suy nghĩ chững chạc hơn, và bạn điềm tĩnh giải quyết vấn đề hơn ha. Và bạn họ sẽ cho bạn cái niềm tin tưởng vào bản thân bạn hơn á, họ sẽ cho bạn thấy được những cái khả năng từ bạn, cho bạn những cái lời khuyên, lời động viên, khuyến khích bạn phát triển ha. Một số bạn ở đây có thể là họ cho bạn cái sự giác ngộ nữa, giúp cho bạn khai sáng được tâm trí, giúp cho bạn có sự thức tỉnh, vực dậy bản thân và biết làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ vận mệnh của mình ha. Người này họ rất là quyết đoán, mạnh mẽ. Tuy nhiên có thể là lời nói của họ không có sự trau chuốt ngọt ngào, nhưng mà họ được cái là họ rất là trung thực, đáng tin cậy. Lời khuyên của họ rất là hữu ích cho cuộc sống của bạn, cho con đường đi, nước bước của bạn trong tương lai nữa đó. Mình thấy tương lai của bạn sẽ rất là vững vàng, mạnh mẽ nếu mà bạn có một sự kiên trì, phát triển những cái kế hoạch đam mê của bạn, những cái gọi là
điều thực tế nhất trong cuộc sống của bạn á, bạn xác định được mục tiêu, mục đích sống của bạn là gì và bạn sẵn sàng đối mặt với những thách thức, nghịch cảnh để đạt được những điều bạn mong muốn vững vàng vững chãi nhất ha. Bạn có sự kiên trì nhẫn nại hơn và không có sự chán nản nữa thì mình thấy là nhân quả đang đến với bạn rất gần. Bạn gieo nhân nào bạn gặp quả đó, bạn gieo sự thành cố gắng nỗ lực thì bạn sẽ gặp được cái sự thành công ha. Cân bằng, cái sự công bằng và cân bằng đang diễn ra trong cuộc sống của bạn rồi. Đồng thời là tương lai bạn sẽ trở thành một người có cái sự điềm tĩnh, giàu có. Bạn sẽ phấn đấu cho cuộc đời của mình trở nên gọi là thoải mái hơn. Mình thấy bạn sẽ kiếm được một khoản tiền khá là lớn ha. Có sự tận hưởng về những cái cố gắng nỗ lực của bạn á. Một kết quả gọi là tốt đẹp viên mãn dành cho các bạn tụ ba này. Có khả năng sau này bạn sẽ có tiền, tài, vật chất, trù phú, thịnh vượng, có nhà, có xe, có giường, ruộng. Nói chung là tự tay bạn làm nên tất cả ha. Khi mà bạn mạnh mẽ, tự tin chiến đấu vì mục tiêu, mục đích sống của bản thân bạn, vì lý tưởng cuộc đời bạn, thì khi đó bạn sẽ thành công nhờ vào cái sự cố gắng thực tế của bạn, nỗ lực hết sức mình của bạn, và có thể là nhờ vào lời khuyên của người này, lời động viên, hoặc có thể là nhờ những trải nghiệm mà họ đã chia sẻ với bạn ha. Họ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về nhân sinh thế thái này. Đồng thời họ sẽ giúp cho bạn tìm thấy được con đường, đường hướng của bạn cần phải đi là gì. Và có thể họ sẽ là một tấm gương để bạn noi theo một cái lối sống gọi là công bằng, tích cực, trung thực, đàng hoàng, tử tế. Nói chung các bạn hãy cố gắng vững vàng và hãy biết lập ra kế hoạch một cách thực tế, rõ ràng dành cho bản thân, và hãy nhận cái lời khuyên, tiếp thu những cái lời khuyên, sự góp ý từ cái người lớn tuổi, chững chạc giống như nãy giờ mình nói, hay là thầy ba bạn, hoặc là có thể sếp của bạn, một người nào đó vững vàng vững chãi trong cuộc sống. Vì những cái lời khuyên của họ thì rất là đáng quý, đáng trân trọng. Và một cái người quý nhân nữa của cuộc đời bạn ha, một người tuyệt vời nhất đó chính là bạn đó. Khi bạn biết thay đổi bản thân, biết rời khỏi những cái giá trị không còn phù hợp với bạn nữa, biết trở nên gọi là tích cực hơn trong cuộc sống này, tập trung vào công ăn việc làm nhiều hơn, không để cái sự phiền nhiễu trong cuộc sống này nó ảnh hưởng đến bạn nữa, và bạn nhẫn nại, kiên trì, siêng năng, chăm chỉ làm việc và không dễ dàng bỏ cuộc nữa, thì bạn sẽ tạo nên một cái cuộc sống thoải mái, cơ ngơi, vững chắc, tiền tài, thịnh vượng hơn cho cuộc sống của bạn ha. Mà nó diễn ra rất là tốt đẹp, giống như là rất là thư thái luôn á. Một cuộc sống gọi là tự do, tự tại, được là chính mình, được sống theo cái kiểu của mình, không phụ thuộc dựa dẫm vào bất cứ ai khác. Và cuộc sống này rất là hạnh phúc, vui vẻ luôn. Và bạn hãy cố gắng là một người trung thực, uy tín. Bạn càng trở thành một người tốt thì những cái điều phước lành, phước báo nó sẽ đến với bạn. Càng có sự giúp đỡ người khác thì vũ trụ sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho bạn, cho bạn những cái quý nhân, hoặc là cho bạn những cái phước lành đến với cuộc sống của bạn, tuôn đổ vào cuộc sống của bạn ha. Và bạn hãy chính là quý nhân của cuộc đời bạn, hãy thay đổi cuộc đời bạn ha. Hãy cố gắng lèo lái con thuyền định mệnh của bạn đi đúng đường, đúng hướng. Và hãy luôn tích cực, lạc quan, đừng có sự nản chí, bỏ cuộc. Và hãy cố gắng kiên trì, mọi thứ rồi nó sẽ vận hành theo một cái hướng tốt đẹp, phát triển thành công như ý bạn mong muốn, nếu bạn có một sự quyết tâm kiên cường và ý chí mạnh mẽ ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.